Xin chào kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đô Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến thứ 6 từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm 11 tháng 4 năm 2024. Anh Mai Phi Long mắc kẹt chút xíu nên sẽ vô phần sau. Mong quý vị thông cảm. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa quý vị là chiều ngày hôm nay đó là ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam. Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bức án tử hình. Vì ba cái tội là tội đưa hối lộ, bị 20 năm, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 20 năm và tội tham ô tài sản tử hình. Tổng cộng 3 hình phạt này bị cáo phải so chấp hành án tử hình. Tờ VN Express cho biết là hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ quan điểm của bà Trương Mỹ Lan và các luật sư xác định bị cáo phạm ba tội nêu trên và tuyên phạt án tử hình và buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng. À, khi tòa công bố bức án bà Lan loạn trọng, được các cảnh sát đỡ lên. Ngay sau đó thì bà tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trước đó hội đồng xét xử đưa ra quan điểm đánh giá hành vi phạm tội của bà và 85 bị cáo khác hầu như chấp nhận toàn bộ quan điểm của cáo buộc của viện kiểm sát bác hết quan điểm của các bị cáo và luật sư. Đó là theo tờ viên Express cho biết như thế. Tòa đánh giá bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tòa phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức gây hậu quả đặc biệt, nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi nên phải xử lý nghiêm. Đó là theo tuyên bố của Hội đồng xử án. Về thiệt hại, của vụ án thì hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để sử dụng nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên đến nay nó có một số khoản vay đã được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Đó là cái bản án với lại bà Lan về trách nhiệm dân sự bà bị cáo buộc phải bồi thường thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng tổng dư nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và bạn Thị Pháp. Sau khi cấn trừ một số khoản được tất toán sau thời gian khởi điểm thì bây giờ số tiền nợ còn là 673.000 tỷ đồng. Rồi à, tòa cũng tuyên bố tiếp tục kê biên các tài sản khác để bảo đảm thi hành án. Có nghĩa là theo truy tố, theo tố cáo của hội đồng xét xử là bà đã mở ra là coi như hơn 1.200 gần 1.300 khoản vay khống để rút tiền của ngân hàng SCB. Đó. Ngoài bà Lan ra thì 85 bị cáo khác cũng bị một số án rất là nặng. Như coi như trong 86 người bà là người duy nhất bị án tử hình. À, các người khác, ví dụ ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB từ 2014-2020, bị án trung thân. Ông Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng này, từ năm 2020 đến 2022 cũng bị trung thân. Ông Võ Tấn Hoàng Văn là cựu tổng giám đốc ngân hàng này, tức là ngân hàng SCB đó, cũng bị trung thân. Ông Tạ Chiêu Trung, cựu phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị 20 năm. Những người khác bị từ 18 năm, 16 năm, 17 năm, vân vân và vân vân. Đặc biệt trong này bà Đỗ Thị Nhàn, cái bà mà uh, cục trưởng, cái cục thuế, uh, trưởng đoàn thanh tra đó mà bị tố cáo nhận 5.2 triệu của bà ở Trương Mỹ Lan đó, thì bà này bị phạt tù trung thân. Uh, riêng cái ông mà cái bà mà Trương Huệ Vân tức là cháu của bà Trương Mỹ Lan đấy. Trương Huệ Vân là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư của tập đoàn vạn uh, Thịnh Phát đó. Bà này là vợ của ông ca sĩ ở bên Úc, ca sĩ Việt Nam. Bà này bị 17 năm tù đó. Thì nó nhiều tên lắm thôi tức mươi mấy người thì không thể nào đọc hết ở đây nhưng mà đại khái là có những người mà đặc biệt là, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Hưng là ông cục trưởng cục thuế của ngân hàng nhà nước Việt Nam, thì ông này cũng bị nghĩa là 11 năm tù. Riêng ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, ông này người Hồng Kông, ông này bị 9 năm tù. À, ông này bị cái tội là giúp cho bà vợ thu tóm số tiền. Thì à, tổng cái số tiền mà cái vụ Vạn Thịnh Phát mà gọi là bị tố cáo gian lận đó, vân vân và vân vân đó, nó lên tới là tính ra đến đô la nó là 12.5 tỷ đô la tương đương gần 3% GDP của Việt Nam năm 2022. À, thì à, bà này như vậy là bà đã coi như là à, lũng đoạn cái ngân hàng SCB, ngân hàng SCB trước đây nó là một ngân hàng rồi nó gộp chung với hai ngân hàng khác thành một cũng tên là SCB. Rồi trong đó theo những tố cáo bà Trương Mỹ Lan là sở hữu tới khoảng hơn 90% cổ phiếu của ngân hàng này nhưng mà bà không đứng tên nhưng mà bà thực sự bà sở hữu đó và bà điều khiển ngân hàng này và ngân hàng này đó mới bà mới ra lệnh cho các tay chân của bà thuộc thuộc hạ của bà trong ngân hàng để mà cho vay lấy cái tiền của ngân hàng cho vay các công ty của bà vay những khoản vay khống mà nó lên tới là 2.500 cái món nợ có nghĩa là như thế này thưa vị ngân hàng SCB đứng ra thu tiền của dân vô với lãi suất cao thì khi mà thấy lãi suất cao thì người dân ta đổ tiền vô đổ tiền vô thì đáng lý cái tiền này đã đem đi kinh doanh ở những cái gọi là uh, công ty mà anh nên làm ra rồi lấy tiền lời đó trả chi phí cho ngân hàng trả tiền lời cho người cho vay là người dân rồi trả tiền cho cổ đông đúng nó là làm ăn như vậy nhưng mà họ không làm gì cả họ lấy tiền của dân vào xong họ làm thủ tục hành tránh dưới sự chỉ đạo của bà lan Đây là theo lời tố cáo nhé mà lấy những khoản tiền này cho các công ty của Bạn thịnh Phát vay đó tôi chuyển tiền qua thì coi như các công ty này cái số tiền này là coi như nằm trong tay bà và dùng cái tiền này bà mới đi làm những chuyện khác đầu tư mua bán này bà thu tóm địa ốc rồi thì tức là ngân hàng SCB không có tiền gì thì chúng tôi lại tiếp tục lấy tiền của người dân vào lấy của người sau trả cho người trước cái này nó ý trường hợp ông Nguyễn Văn 12 hồi thập niên 1980 ở Sài Gòn Nguyễn Văn 12 chắc mình còn nhớ cái vụ đó hay là sau này cái vụ Tăng Minh Phúc đầu thập niên 1990 nó cũng chơi cái màn đó mà đây là cái màn cổ điển lắm, từ xưa tới giờ. Tất cả mọi người trên vũ trụ để đều dùng cái chiêu này, nhưng mà con người ta bị cái tính là ham lời. Đó. Ham lời là cứ thế gửi tiền vô. Rồi nghĩa là, à, coi như là ông A gửi vô cho ngân hàng 1, số 1. Rồi ngân hàng số 1 lấy cái tiền của ông A đó, đi xài làm chuyện khác. Xong bắt đầu ông B gửi vô. Đó, thì tới lúc ông a đòi tiền lời thì lấy tiền ông b trả cho ông a đó rồi sau lấy tiền ông cd nó cứ thế nó luân chuyển mà nếu mọi chuyện nó luân chuyển nó ok thì không sao đây đó là nó luân chuyển không nổi là bởi vì sao bà trương mỹ lan nó thu tóm nhiều tiền quá thì bây giờ ngân hàng scb nó không có đủ tiền để trả tiền lời cho cả những người khác luôn mà lúc đó nó có những tin rò rỉ ra ngoài thì số người mà gửi thêm vô nó ít đi có đúng không nó phải số người gửi vô nó phải tương đương cái số người gửi trước đó thì mới có tiền để trả cho người trước đó, đó nó đổ ra bể ra. Và số tiền bà bà lừa đảo đó thì người ta tố cáo đó là tòa hội đồng uh, xét xử tố cáo là 12.5 tỷ đô la. Nhưng mà số tiền thiệt hại của ngân hàng SCB nó lên tới là 27 tỷ đô la. 27 tỷ đô la. Đó. Bây giờ hội đồng xét xử yêu cầu bà này phải bồi thường lại cho nhà băng cái số tiền mà 600 mấy chục ngàn tỷ nãy tôi nói nó tính ra tiền đô tương đương là 26.9 tỷ đô la. Tức là nó hơn 6% cái GDP của Việt Nam năm 2002 À thì đó là cái câu chuyện mà à, người ta sáng ngày hôm nay là là cái tin gọi là nổi bật ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cái ngân hàng của bà, cái hoạt động của bà, hoạt động trong 10 năm trời, từ năm 2012 cho đến năm 2022 mới đổ bể, tức là 10 năm trời. 10 năm trời như thế, đó. Thì ai là cái người mà bảo kê cho bà một cái hệ thống nhà nước Cộng sản Việt Nam chặt chẽ như thế, công an làm cái gì, ai làm gì công an biết. Tôi, tôi nói với quý vị nghe, tôi bên Mỹ này làm cái gì họ cũng biết luôn rồi họ biết luôn thậm chí có thể họ biết nhà tôi đang ở đâu luôn nhưng mà tại sao bà trương mỹ lan thâu tóm cả mười mấy tỷ đô la vậy không ai biết nó chứng tỏ cho thấy là gì có một cái gì đó là không bình thường nói ở cái mức mà thấp nhất là là không bình thường là mức là, là, tôi nói là nhẹ nhất còn nói mạnh hơn chút xíu là là phải có ai đó bảo kê hoặc bao che cho bà thì mới không ai biết làm sao mà một con lạc đà mà không phải lạc đà mà con khủng long có thể chui lọt qua lỗ kín quý vị thấy không con kiến chui lọt lỗ kim không nổi hay là ngay cả con vi trùng chui lọt lỗ kim lọt qua họ cũng biết luôn nhưng mà tại sao con khủng long nó lọt qua lỗ kim mà không ai biết đó tôi nói vậy khi biết rồi, hay là trong cái phòng mình trong cái nhà mình con gì chạy vô nhỏ xíu con dám thì biết hết rồi, con voi nó chạy vô xong không ai biết hết đó là vấn đề thì bây giờ người ta mới nói rằng là gì chính cái lời khai của bà trương mỹ lan vào ngày 11 tháng 3 ở tại phiên tòa bà có nói là tôi không có rành về ngân hàng hết, tôi không rành đẽ về ngân hàng hết, tôi không biết gì hết. Nhưng có hai người đã kêu tôi đứng ra để thu gom ba ngân hàng này lại. Cái quyết định bà thu gom ba ngân hàng này là quyết định từ ngân hàng nhà nước là ngân hàng trung ương. Nhưng mà sáp nhập ba ngân hàng này lại là bà chỉ mới là sáp nhập nhưng mà ai kêu bà sáp nhập này là Theo lời khai của bà tại tòa vào ngày 11 tháng 3 bà nói có hai người yêu cầu bà thứ nhất là ông trương minh tuấn ở uh, trần minh tuấn xử lỗi nghị lúc đó là phó thống đốc ngân hàng trung ương của nhà nước việt nam người thứ nhì là ông trung tướng phạm quý ngọ lúc đó là tổng cục trưởng tổng cục uh, cảnh sát sau này ông lên thượng tướng làm thứ trưởng bộ công an hai người này yêu cầu bà sát nhập Ban ngân hàng là bà bảo tôi đấu rành nhiều chuyện ngân hàng đâu thì theo lời khai của bà ở tòa Nhưng bà mới nói rằng là Chính vì chị không biết cho nên chúng tôi mới cần chị Bây giờ chị đi chị kêu gọi người ta đừng có rút tiền ra nữa Đừng có phá ba ngân hàng nữa Rồi gom ba ngân hàng lại thành một Đó câu chuyện đến đó Thì sau này Vào năm 2022 Hai cái ông này Bị chết Cách nhau chưa đầy một tuần đó, Cách nhau chưa đầy một tuần và các đại liên quan đến ông Phạm Quỳnh Ngọ như thế nào cũng như những người đứng đầu ngân hàng nhà nước như thế nào chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Chỉ quý vị đừng, đừng rời màn hình FPTN. ơn quý vị đến những mình của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Và như vậy thưa quý vị, chuyện mà bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình. 85 người khác bị án từ trung thân cho đến một vài năm. Vụ án liên quan đến ngân hàng và tập đoàn Phạm Thị, Vạn Thịnh Phát có thể nói là lúng đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ thống bất động sản của Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn trong cả chục năm trời. Và tại sao nó xảy ra mà không ai biết. Bây giờ người ta đang chú ý đến một số nhân vật mà trong đó có cả những nhân vật là cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Để xem ông có đốt lò, có dám đốt cái củi này hay không và cái củi đó là ai và chuyện đó như thế nào. Chúng tôi sẽ trình bày sâu hơn cho quý vị, phân tích sâu hơn trong phần xoáy tin vào lúc 11 giờ trong chương trình ngày hôm nay bởi vì nó, nó đi rất là nhiều thứ thì chúng tôi không muốn dùng cái chương trình nào chúng tôi dành cho 11 giờ trong chương trình xoáy tin chúng tôi sẽ nói tiếp xin chào Mai Phi Long Xin chào nội dung, xin chào quý khán thính giả Trong cái vụ bà Trương Mỹ Lan này từ ngày đêm ngày hôm qua đến giờ uh, Ngay cả những cái cơ quan truyền thông ngoại quốc Từ Âu Châu sang qua tới bên Mỹ này đều đăng tin Về cái việc mà tử hình uh, bà Trương Mỹ Lan Thì phải nói rằng đây là một cái sự kiện thì Đương nhiên với luật pháp Việt Nam Ở một cái mức độ nào đó về cái chuyện gọi là tham ô tài sản Phải bị tử hình Nhưng đối với các quốc gia khác thì cái chuyện này bức án tử hình là một cái bức án mà người ta đối với mọi người nhìn cái chuyện mà về những cái sục bụng lừa đảo lên mức tử hình là một chuyện phải nói là vô cùng vô cùng uh, khắc khe đó là những gì mà mà chúng tôi cảm nhận từ những cái phản ứng của các cơ quan truyền thông ngoại quốc và đương nhiên trong nội tình chính trị Việt Nam thì có những nhiều cái điều mà chúng ta cần phải uh, bàn sẽ uh, bàn cãi sâu hơn thì uh, trong chương trình Xoáy tin chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong cái chuyện này à, như trước khi mà chúng tôi tiếp tục chương trình có một cái tin cũng à, breaking news chắc quý vị cũng còn nhớ cầu thủ OJ Simpson người bị xử án à, về cái tội mà là giết vợ và sau đó coi như là được à, tha bổng và là kết à, là vô tội thì ông và sau khi cái vụ đó cuộc đời ông coi như là tán gia bại sản cuộc đời rất là thê thảm vào tù trong trong cái vụ án dân sự sau đó rồi bây giờ tin sáng ngày hôm nay vừa đưa ra ông vừa mới qua đời ở cái tuổi là 76. Đó là thông tin của những người đại diện cho ông O.J. Simpson. Thì phải nói đây là một nhân vật mà cho quý vị còn nhớ trong hồi đầu thập niên 1990 khi vụ án này xảy ra thì thì hầu như ngày nào cả nước Mỹ cũng đều xem về cái vụ án này thôi. Vâng. Thì à, ngày hôm à, trở lại với tin Việt Nam thì ngày hôm qua thưa quý vị thủ tướng Phạm Minh Chính Việt Nam đã tiếp tổng giám mục và Pope Bộ trưởng ngoại giao của Vatican ngay trong nhà trắng, Người ta gọi nhà trắng là gì tức là thưa quý vị, ở cái hội trường Ba Đình đó nó có hai cái dinh phủ phụ chủ tịch là gọi là nhà vàng. Còn phủ thủ tướng nó màu trắng thì gọi là nhà trắng, chứ không phải là nhà trắng tòa trọc Thì nhà trắng là dinh thủ tướng thì trên màn hình quý vị thấy là ông Phạm Minh Chính bắt tay với tổng giám mục Gallagher trong một cái sự kiện có thể nói là lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên một uh, ngoại trưởng của Vatican thăm Việt Nam và cũng được tiếp ở trong tòa nhà của phủ thủ tướng à, các báo trong nước đều đưa những hình ảnh rất là tốt đẹp à, trong cái quan hệ này mặc dù là không có đề cập đến bên phía công giáo nhiều mà họ chỉ đề cập cho vẻ cho thấy là Việt Nam có tự do tôn giáo này kia vân 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 à, và ngày hôm qua tôi đã có phân tích quý vị sơ sơ thì à, các báo ngày hôm qua họ đưa tin này cũng khá dày xin có thể cho con laptop của tôi đây là ông phạm minh chính À, ngồi với lại à, hội đàm với lại à, Tổng giám mục Gallagher Bên đây là một dàn bên phía nhà nước Việt Nam Thì cái người đầu này là bà Lê Thị Thu Hằng Bà này là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bà này là chính là cái bà mà mang cái nhiệm vụ Mang tính bước ngoặt mà ngày hôm qua tôi kể đó Vào tháng 3 năm ngoái bà đi qua Vatican Và sau đó dàn xếp cho Bó Văn Thưởng vào tháng 7 năm ngoái cùng Phu Nhân đi sang thăm đó trong vai trò chủ tịch nước Và từ đó nó phát triển thêm quan hệ hai bên còn bên này thì chúng ta thấy đây là tổng giám mục Marek Zaleski là thường trú của Vatican tại Việt Nam kế đến là Đức ông uh, John David Buzer là thư ký của uh, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh đây là tổng giám mục Nguyễn Năng là Chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam và là tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn kế đến đây là tổng giám mục Vũ Văn Thiên là Phó chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam và cũng là tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội còn đây là giám mục đỗ mạnh hùng là tổng thư ký hội đồng giám mục việt nam và là giám mục giáo phận Ban thiết và đây là giám mục nguyễn anh tuấn giám mục giáo phận hà tĩnh và là phó tổng thư ký hội đồng giám mục việt nam còn người này thì tôi không rõ phải tìm thì tôi không dám nói đó. nhưng mà thưa quý vị trước đó thì ngày hôm qua tôi đã cho quý vị coi rồi tổng giám mục Gallagher đã làm lễ tại nhà thờ chính tòa hà nội tức là nhà thờ lớn đó thì các báo khác, chẳng hạn như là báo Tiền Phong cũng đưa tin. Bạn có thể coi laptop của tôi đây, Đà, cũng để chạy cái tin này. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Ba Thi Căng. Rồi tờ VN Express cũng đăng, cũng chạy cái tựa như thế. cũng Đây là những tờ báo lớn ở trong nước, là được nhiều người coi nhất. Đây này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Ba Thi Căng. Tuy nhiên có ba cái tờ báo khác là tờ báo Chính phủ tờ tờ cổng thông tin chính phủ thì nói rằng là thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của giáo hoàng Francis chạy cái tựa như thế có nghĩa là ông Phạm Minh Chính ngày hôm qua nói chuyện với tổng giám mục Gallagher và đang thúc đẩy cái chuyến thăm này nhưng mà liệu có xảy ra không ta chỉ biết rồi tờ thanh niên cũng chạy cái thích như vậy luôn thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của giáo hoàng Francis và cả tờ tuổi trẻ cũng chạy như vậy đang thúc đẩy chuyến thăm của giáo hoàng Francis tới Việt Nam thì trong đây họ chỉ trích một câu rất là quan trọng mà rất gắn thôi tất cả những cái kia thì tôi không không nói ra đây là câu chuyện này họ có nói như tờ và sinh viên viết này thủ tướng phạm minh chính nhất trí với tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao paul richard gallagher về việc tiếp tục thúc đẩy các tiếp xúc cấp cao trong đó có chuyến thăm việt nam của đức giáo hoàng francis đó là cầu nguyên văn như thế thì chúng ta để ý ra tôi vừa trình bày quý vị là sáu tờ báo lớn báo mạng của việt nam coi nhiều đó là ba tờ báo chỉ nói về chuyến thăm của uh, tổng thống Carragher ba tờ báo nói là đang vận động với Đức Châu Hoàng sang thăm ở Việt Nam thì hôm qua tôi có nói là có thể là trong tháng 9 này nhưng mà theo một nguồn tin khác tôi được biết là bây giờ có đang nhiều cái trục chặt không biết là tháng 9 thì Đức Châu Hoàng có đi thăm Việt Nam hay không nhưng mà gần như chắc chắn là ngài sẽ đi thăm Indonesia và có thể là Singapore Đông Timor và Papua New Guinea đó thì Việt Nam cũng đang cố gắng thúc đẩy chuyến đi này bởi vì Đức Hoàng năm nay 87 tuổi rồi cũng yếu rồi mà đi một hơi mà năm nước bốn nước vậy mà nếu mà không đi Việt Nam nữa là khó cơ hội đi trong năm nay mà khó cơ hội đi trong năm nay thì thưa quý vị nó còn xa vời lắm bởi vì đây là cơ hội mà có thể nói là cao nhất từ trước tới giờ trong lịch sử loài người để một đức giáo hoàng có thể đến việt nam tôi gọi lịch sử loài người là tôi dùng nó hơi gọi là cường điệu nhưng mà nó không sai đó là ý tôi muốn nói là nó quan trọng như thế nào bởi vì thưa quý vị cái lần mà đức giáo hoàng đến gần nhất việt nam đó là cách đây khoảng chừng hai năm đức giáo hoàng đến thái lan về mặt địa lý đó là gần việt nam lắm rồi dân việt nam qua gặp đồng lắm nhưng mà kỳ này là Indonesia thì hơi xa Singapore thì hơi xa tí đúng không về à, mặt địa lý nhưng mà cũng khá gần đó. mà không vào Việt Nam thì uổng quá đó thì cái sự việc nó như vậy thành ra ngày hôm qua ba tờ báo lớn tờ thanh niên tờ tuổi trẻ và ngay cổng thông tin chính phủ đều nhắc cái câu là ông chính nhất trí với lại ông Gallagher và đang tiếp tục thúc đẩy các uh, tiếp xúc cấp, cấp cao trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Phan Francis thời Long trong những ngôn ngữ mà tôi đọc về cái bản tin này nói đến chữ thúc đẩy của từ nhiều cái tờ báo thì nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác thứ nhất là có những cái thỏa thuận nào đó chưa xong và liệu cái cái bên phía Việt Nam mà đưa ra cái liên tục cái bản tin mà dùng chữ thúc đẩy này liệu đây có phải là một cái áp lực lên phía và thì càng là phải nên chấp nhận một số chuyện để mà chuyện Đức Giáo Hoàng đến Việt Nam xảy ra thì đó là những gì mà chúng ta để cảm nhận trong cái việc này. Tại vì khi mà cái bản tin liên nói về chuyện uh, tổng giám mục uh, uh, Gallagher đến Hà Nội thì chúng ta đều nghĩ rằng là, ok, cái chuyện này là ông đến để sắp xếp cái chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Mà rốt cuộc bây giờ những tờ báo lại đưa tên là thúc đẩy, có nghĩa là có một cái gì đó nó chưa hoàn thành. Nhưng mà chúng ta chưa biết là cái sự thông tin đó nó gây áp lực cho phía nào thì cái cảm nhận của chúng tôi, của tôi cá nhân tôi khi khi mà đọc đến đây tôi cảm nhận rằng là giống như có một cái sự áp lực lên phía tòa thánh để chấp nhận cái điều trị đó mà hai bên uh, chưa có thống nhất quan điểm với nhau. xem anh Dũng. anh nói là áp lực hả? Ừ. Tại sao không nghĩ một cái hướng khác? Nữa? Ừ. Có thể áp lực. Yeah. Bây giờ tôi đang nói với anh là trời lâu quá, mai phi long không, không rủ đi ăn phở <laughs> là tôi có thể áp lực với anh, đúng không? Ừ. Nhưng mà tại sao không nghĩ là là tôi tôi thèm đi ăn phở quá, à đúng không? Tôi vã độ trong chuyện này tôi rất muốn đi ăn phở với anh. Tức là khi mà tôi nói như vậy nó có hai hướng, một là tôi áp lực anh, dẫn tôi đi ăn phở, hai là tôi thóa thèm phở lâu nay tôi chưa được đi ăn phở với anh. Anh nghĩ sao chuyện đó? À, cái điều anh, anh nói ra thì tức là nó phải ít nhất chúng tôi tên ngồi rồi có hai phía, à, áp lực, lực là, áp lực là có, à, áp lực là có, khó. áp lực là có à, lực là à, lực là nhưng mà à, nó anh đè nói... lên phía nào? hoặc là không. Nó tỏ ra bên nào mong muốn thì chỉ có thể không, chúng ta chịu được nghĩa lực. được áp lực thì chỉ có một bên này bên kia thôi nó không thể hai bên được anh không thể tự áp lực anh được à, có thể anh tự áp lực có anh mà ghi anh tự áp lực anh thì anh gọi là gì niềm mơ ước mùa giáng à, anh không thể gọi áp lực, tự áp lực được đúng không à. khi chúng ta tự áp lực chúng ta tức là mơ ước đúng không bây giờ nhá tôi nói ví dụ cái điện thoại tôi là iPhone 12 đi ừ tôi đang áp lực ông Long là Ê Long ông có thấy cái iPhone 12 tôi nó cũ không là tôi đang áp lực với ông có đúng không? Yes. Nhưng trong đó là tôi bảo bây giờ không có ông Long rồi bảo tôi đang áp tự áp lực tôi mà tự áp lực tôi là một cái chữ khác của chữ là tôi đang ao ước được không? Tôi đang ao ước để ông Long mua tôi một cái thì em phải nói rõ là có hai phía à, <laughs> hai 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 mình đề của vấn đề yeah. <laughs> và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.